sổ đỏ cầm tay nhận ngay nhà đẹp nha chị. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị một ngôi nhà mới 100% ha, thích hợp cho một cặp vợ chồng trẻ ra riêng nha anh chị. Vị trí nó là gần cái khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang nha. Thì ở vị trí cái ngôi nhà này là cách khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang khoảng là 500m nha anh chị. Đây em đang đứng ngay phòng khách ha. Đó, hoa văn, họa tiết rất là đẹp luôn nha anh chị. Nhà thì full nội thất nha anh chị, chỉ cần đem quần áo vào là ở thôi nha. Rồi sổ hồng nè, em cầm trên tay luôn nha anh chị. Đây. Rồi, nói cái vị trí thực tế của ngôi nhà nha anh chị. Thì nhà chúng ta tại là ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây thì đường trước nhà chúng ta là đường đan 4m nha anh chị. Ô tô 4 chỗ, 7 chỗ vào thoải mái luôn nha. Ở ngoài là đường lộ sườn nha anh chị. Cái đường đó thì đi tới là khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang. Cái chỗ này là nghe chỗ quý anh chị mà có đi qua lại á, nghe chỗ là cà phê Tân Hoa Viên nha. Đó, chúng ta ra đường nhựa, đây cách đường nhựa đó có là 50m thôi nha anh chị, quẹo phải 500m là tới là cổng sau khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang ha. Nếu ra đường nhựa này chúng ta quẹo trái đi khoảng là 3km là tới là thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đây chúng ta vòng xoay cao tốc Trung Lương Hồ Chí Minh ha, khoảng là 4km chúng ta về thành phố Mỹ Tho ha, hoặc về bến xe miền Tây đều được nha anh chị. Đây thì ngôi nhà mới 100% nha, 2 căn đã bán 1 căn nha anh chị. Rồi bên đây thì có dân cư sinh sống này nha. Đó, bên đây thì cũng khá là nhiều nhà ha, bán kính mà khoảng 100m chắc khoảng 10-20 cái nhà là bình thường nha anh chị. Rồi thì nhà mới 100% thổ cư chủ quyền nhà đầy đủ nha anh chị. Nhà chúng ta quay về hướng nam ha. Rồi điều đầu tiên á thì ngôi nhà cái sân cao hơn mặt đường khoảng là 3 tấc nha anh chị. Nó đường này cũng cao nè, sau này đường này mà có nâng cấp mở rộng hay cái gì nữa thì ngôi nhà chúng ta vẫn cao mặt đường nha anh chị. Cái sân này thì đậu ô tô 4 chỗ 7 chỗ thoải mái luôn nha. Thì em sẽ có cái hình ảnh thực tế cho quý anh chị xem luôn. Rồi bảo vệ là 4 cánh cửa ha, bằng sắt hợp nè, rất là chắc chắn nha anh chị. Đó, chúng ta mở cửa ha, sử dụng cho gia đình nha anh chị. Mặt này nếu như chúng ta muốn làm tiền chế giống cái sân bên kia ha, đó cũng được luôn nha anh chị. Che mát ngôi nhà ha, phơi đồ sinh hoạt rất là tiện dụng ha. Sân này thì đậu xe máy thì chắc khoảng 10 chiếc cũng được nha anh chị. Đó, sắt hợp nè, rất là chắc chắn ha. Rồi cái phần sân này thì dưới cũng lót gạch ha, hai bên cũng có đèn âm dương ha, đèn ban đêm rất là đẹp luôn. Thì nhà chúng ta là full nội thất ha, có camera giám sát an ninh luôn nha anh chị. Rồi toàn bộ ngôi nhà chúng ta là nhôm xịt pha kính cường lực nha. Bên đây là cái không gian này chúng ta mảng xanh nè, trồng những cái cây nha. Đây em có trồng như là cây bông bụp ha, cây trang qua 10 giờ nha anh chị. Đó. Rồi phòng khách này thì tặng chúng ta một bộ salon ha, em có để đồ nha quý anh chị. Bên đây một cái tivi, tất cả là nội thất là mới 100% ha. Tường thì với cái họa tiết rất là đẹp nha anh chị. Toàn bộ ngôi nhà chúng ta là đèn led ha, điện âm trần, trần thạch cao nha. Có bố trí một số cái cây cảnh nè, rất là đẹp, mảng xanh ngôi nhà rất là tốt nha. Rồi thì đây salon sofa, bên đây có chỗ chúng ta là một cái cửa sổ nè, lấy thoáng lấy gió ha. Ở đây tường họa tiết rất là đẹp luôn. Nếu mà chúng ta có để không gian thờ đây, một để tủ thờ đây đều được nha anh chị. Không gian thờ cúng ha, chỗ này để bàn thần tài. Đó, toàn bộ ngôi nhà chúng ta cũng là tường ốp gạch cao khoảng là 1,5m nha anh chị, dễ vệ sinh lau chùi ha, phẳng nha anh chị. Đó, chứ không phải là có nứt khúc á, mà thằng lằn mà nó ỉa là sẽ là dơ cái tường nha anh chị. Đó. Phòng ngủ đầu tiên nó cũng là giường, tủ quần áo ha, niệm ha, ra có sẵn ha. Đây là toàn bộ là đồ đóng hết nha anh chị, đóng nên là rất là chắc chắn luôn. Bên đây cũng có tranh hoa văn nè, một bàn trang điểm luôn, sẵn luôn, máy lạnh có sẵn luôn. Thì quý anh chị vào là ở ha, đem quần áo vào là ở nha anh chị. Thì cái lối đi chung này thì rộng á, cũng khoảng là 1,5m nè, chúng ta đi lại dễ dàng, tránh nhau, vận chuyển đồ đạc rất là ok nha anh chị. Phòng thứ hai cũng tương tự là phòng thứ nhất ha,
giường tủ quần áo hay anh chị, có là ra nệm nè, đó có sẵn luôn, trần thạch cao ha, máy lạnh có sẵn luôn, hiệu Capper mới 100% rõ ràng. Đó, ở đây là tường cái lối đi nè, tranh cũng rất là nhiều nha anh chị. Rồi khu vực gian bếp á, thì lại tặng chúng ta đầy đủ luôn à. Ở đây thì một cái tủ lạnh ha, hiệu LG, một cái máy giặt hiệu Awa. Đây là hệ thống bếp nè, mặt bếp dấu trí là chữ L nha anh chị, đá hoa cương, tủ bếp trên, tủ bếp dưới ha, chúng ta có thể để đồ rất là thuận tiện luôn, ngăn nắp luôn nha anh chị. Máy lọc nước Kangaroo luôn, mới 100% ha. Ở chúng ta là không gian này gọi là không gian là sinh hoạt bếp ha của gia đình nha chị. Tặng chúng ta là một cái một bộ bàn ăn bằng ghế đá ha, ghế dưới cũng bằng ghế da, đèn trên đèn rất là đẹp nha anh chị. Có mở chúng ta là một cái cửa sổ phía sau luôn, lấy thoáng lấy gió rất là tốt nha anh chị. Lavabo ở ngoài, nhà vệ sinh. Thì giả dụ như sáng quý anh chị một người chúng ta đi vệ sinh, một người chúng ta đánh răng súc miệng ha, vệ sinh cá nhân trước cũng đều được nha anh chị. Thì ở cái nhà vệ sinh này thì tường ốp gạch cao hết rồi này nha. Bồn cầu vòi sen có đủ nha anh chị. Rồi thì nhà chúng ta tại là ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha. Thì sổ hồng cầm tay đó, chúng ta có thể công chứng được ngay luôn nha anh chị. Tổng diện tích là 102,5 mét vuông nha. Thì nhà thổ cư chủ quyền nhà đầy đủ nha anh chị. Xây trên diện tích đất là ngang 5, dài 20 nha. Nhà chúng ta quay về hướng nam và giá chủ đang kêu bán là 1.450.000.000 đồng, vẫn còn thương lượng nha anh chị. Cái giá này là bao hồ sơ thế phí giấy tờ hết cho mình nha, sổ hồng riêng nha anh chị. Và quý anh chị nếu mà có cái phương án muốn mua nhưng mà không có lấy nội thất thì em cũng có cái phương án đó cho quý anh chị ha. Quý anh chị có thể đi xem thương lượng trực tiếp giá với chủ nha anh chị. Và quý anh chị nào quan tâm đến cái ngôi nhà này, vui lòng liên hệ Thức Bất Động Sản Miền Tây, số điện thoại 0901 678 768, để cùng đi xem nhà, gặp trực tiếp chủ để thương lượng về giá cả nha anh chị. Xem thêm nhiều tại website nhà đất đẹp tiền giang.com.